Chúng ta hãy cùng chuẩn bị món bánh pizza trứng muffin kiểu Anh giàu protein, không có thịt cho bạn nha. Sẵn sàng trong vòng chưa đầy 10 phút, làm món ăn đơn giản này với trứng luộc, kè chua và phô mai trên bánh muffin kiểu Anh để có một bữa ăn nhẹ dễ làm hay kiểu bánh pizza mini. Dùng mẹo vặt thiên tài này để xử lý hết món trứng luộc còn thừa, thật sự rất ngon. Chúng ta sẽ thường xuyên muốn làm cả một mẻ trứng. Chỉ để cho những chiếc bánh pizza mini này, công ty nấu ăn sẽ hướng dẫn bạn từng bước một để làm bánh pizza trứng kiểu muffin Anh này nha.